Theo thống kê, ở Việt Nam, hiện nay tỷ lệ người mắc các chứng bệnh về xương khớp chiếm đến 35% dân số, trong đó lứa tuổi từ 50 đến 70 chiếm 70%. Lứa tuổi 25 đến 45 tuổi, cứ khoảng 100 người thì đã có 27 người bị đau lưng, 20 người bị đau vai, 8 người bị đau khớp và 3 người bị viêm khớp. Điều này cho thấy, bệnh lý xương khớp đang ngày càng gia tăng, không chỉ ở người cao tuổi mà còn đang dần trẻ hóa. Dù ít có khả năng gây tử vong, nhưng bệnh cơ xương khớp nếu không được điều trị sẽ để lại những di chứng vô cùng nặng nề đối với người bệnh. Nó làm giảm hoặc mất đi khả năng vận động, lao động bình thường của người bệnh, làm ảnh hưởng trầm trọng đến sinh hoạt và làm giảm chất lượng cuộc sống. Đừng để những cơn đau xương khớp tiến triển nặng nề, âm thầm gây biến chứng nguy hiểm. Hãy cần kiểm soát và sử dụng các biện pháp làm giảm đau nhức xương khớp. Và thưa quý vị, vừa rồi mở màn chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy là các cái bầu không khí nó cũng hơi trùng xuống một chút xíu đúng không ạ? Về những sự thật trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là liên quan đến vấn đề sức khỏe mọi người nha. Và trong cơ thể của chúng ta thì cái hệ mà nó chịu nhiều áp lực nhất đó chính là hệ cơ xương khớp thưa quý vị. Giống như đoạn clip đã chia sẻ vừa rồi, những căn bệnh liên quan đến cơ xương khớp tuy rất ít hiếm trường hợp dẫn đến tử vong, nhưng nó sẽ khiến cho chúng ta một cái cảm giác rất là khó chịu, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của chúng ta. Như vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn như thế nào ạ? Chúng ta lựa chọn là sống chung với nó cả đời, hay chúng ta lựa chọn có những giải pháp để giúp cho chúng ta sống vui, sống khỏe hơn mỗi ngày đây? Lê nghĩ là đương nhiên mình muốn sống vui, sống khỏe rồi quý vị. Mình chọn giải pháp, nhưng mà Ly thấy nhiều người mình có cái giải pháp như thế này nè. Mình dùng gọi là dầu nó quá nóng đi. Tức là những cái cách truyền thống mình vẫn có ha quý vị. Là ví dụ như là mình thấy đau quá thì mình cứ lấy dầu nóng mình xoa lên. Tức là những cái phương pháp giảm đau truyền thống ạ. Nhưng mà quý vị ơi, cái gì vừa phải thì không có sao. Còn quý vị biết rằng là ví dụ quý vị chườm ấm bằng cái nước nóng nè, hoặc là quý vị có những cái đồ chườm khác, hoặc là cái miếng dán giảm đau chẳng hạn, thi thoảng thì Ly không có nói. Còn nhiều khi mình tận dụng quá, quý vị biết nó cũng đâu có tốt đâu, và nó gây ra đau rồi. Nhiều khi là cái phần da tay da chân của mình nó cũng bị ảnh hưởng nữa. Mà công nhận á, nhiều người mình xoa bóp bằng dầu nóng á, quý vị biết có thể là xoa mà đến rát cả cái phần da tay bên ngoài luôn quý vị. Nhức nè, mỏi nè, khó chịu vô cùng luôn. Mà khi mình như vậy là cái hệ vận động của mình nó có vấn đề rồi. Hoặc là mình chườm nóng giảm đau quý vị thì nó cũng giảm đi đau đó. Nhưng mà quý vị thấy nó mất công không quý vị ơi? Rất là mất công, rất là mất sức đúng không? Thì ngày hôm nay á, chúng tôi vẫn có một cái sự gọi là truyền thống nhưng kết hợp với lại hiện đại để cuộc sống của mình nó thoải mái hơn. Thì mình sẽ có là đai, gọi là đai này á, là quý vị biết là đai chườm nóng nha quý vị nhé. Nhưng mà đai chườm nóng này nè, nó sử dụng được ở phần tay, ở phần chân, ở phần cổ cũng được luôn. Và đai chườm nóng hay còn gọi á, là nẹp gối bằng điện giảm đau. Đó, nẹp vào phần gối cũng được, vào phần khuỷu tay cũng được luôn. Và trong ngày hôm nay mình được tặng thêm nữa là một gói thảo dược của Habaku quý vị ạ. Đó, dòng sản phẩm này, cái gói này không á là cũng trị giá cả 200.000 nha. Rồi cái đai của chúng ta không thôi, quý vị mua bên ngoài á cái giá nó cũng hơi cao. Thì trong chương trình này á, mức giá chỉ là 599.000 đồng mà thôi nha quý vị. Hỗ trợ cho nhà mình á là giảm đau với đai của Supergenic và có thêm cái túi thảo mộc này mình đặt vào. Đó, thao tác rất là đơn giản nha. Lựa chọn khởi động lên sẽ có 3 chế độ nhiệt cho các cô các chú á, mình có thể là lựa chọn luôn. Và Ly thấy là mình giảm đau bằng cái nhiệt á, nó sẽ tốt hơn là cái việc mà quý vị làm nó lạnh quá. Hoặc là quý vị xoa dầu nhiều quá thì nó không gọi là khuyến khích lắm quý vị ha. Đúng rồi đúng quý vị, tại vì khi mà nhắc tới cái tác dụng của chườm nóng á, thì chúng ta sẽ thấy là nó tăng tuần hoàn tại chỗ được chườm á, từ đó giúp cho quá trình liền vết thương nó nhanh hơn nè, làm giãn cơ dây chằng và cũng như là giảm kích thích cái phần thần kinh dẫn đến giảm đau nè. Ngoài ra thì còn có tác dụng làm cho cái thân nhiệt của chúng ta tăng lên nữa chứ. Chườm nóng khô thích hợp cho các trường hợp như là đau xương khớp nè, đặc biệt là người cao tuổi khi mà trời rét. Và đặc biệt là cùng với sản phẩm ngày hôm nay, sản phẩm mới vì sức khỏe chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị, nẹp gối bằng điện mọi người nha. Thì chúng ta cứ gọi nôm na đi, đai chườm nóng hỗ trợ giảm đau kịp thời khi mà cơn đau bất ngờ ập tới nè, chúng ta cảm giác cực kỳ khó chịu đúng không ạ? Đặc biệt ở cái phần đau nè, cho nên á cái sản phẩm này sẽ hỗ trợ giảm đau nhất các nhóm cơ, hỗ trợ giảm đau nhất xương khớp, đầu gối và cả khuỷu tay của chúng ta nữa. Cho nên tất cả quý vị có thể là yên tâm, những cái cách mà giảm đau truyền thống thật ra từ đó tới giờ nó vẫn có tác dụng mọi người nha, nhưng mà cái tác dụng nó không sâu nè, và cũng nhờ khiến cho chúng ta cứ cảm giác là nó khó chịu và nó để lại những cái tác dụng phụ ở phía bên ngoài, chẳng hạn như là rát da nè, chẳng hạn như là chúng ta tốn thời gian đúng không ạ? Thì ngày hôm nay hỗ trợ giảm đau với Supergenic quý vị nha. Dạ quý vị thấy là sử dụng đơn giản lắm quý vị ơi, không có rườm rà gì cả mà nó êm ái nữa. Có 3 cái chế độ nhiệt để cho mình lựa chọn quý vị ha. Mình sẽ thấy là cái đèn màu nó hiện lên và có tờ hướng dẫn sử dụng đi kèm luôn. Các chú mình bị đau cái phần bả vai phải không ạ? Nhiều khi công việc gánh vác gia đình nó cũng mệt đó. Đó thì đây mình cũng có thể sử dụng rất là tiện lợi này ha. Màu đỏ là cái mức nhiệt cao nhất ạ. Rồi màu trắng hay màu xanh thì tùy quý vị. Mà trong cái quá trình mình sử dụng như vậy nó rất là tiện lợi. Nó không gây ảnh hưởng tới những công việc khác. Quý vị vẫn có thể ngồi xem phim, quý vị vẫn có thể là vừa xem TV hoặc là vừa nghe nhạc,
nhạc nè, hoặc là mình đọc sách báo nè quý vị ha. Đó, tiện lợi vô cùng. Hoặc là cái phần cổ chân của mình đó, quý vị biết là nhiều khi chị em mình đi quốc cao đấy ạ, hoặc là các chú nhiều khi mình đi giày lao động á, mà lỡ như mình bị gọi là nó bị va vấp gì đó chẳng hạn, thì ở đây mình cũng dùng được luôn. Nếu như quý vị có những cái cách thông thường á mà nó không gây ảnh hưởng gì tới cái chất lượng cuộc sống của mình, không làm mình quá mất công, thì thôi dạ không có nói nhiều. Nhưng nếu như bây giờ mình có cái giải pháp nó hiện đại, nó an toàn, nó linh hoạt, thì hãy lựa chọn quý vị nhé. Đèn đỏ thì cái nhiệt độ khoảng là 60 nè, đèn trắng là khoảng 50 nè, và đèn xanh thì khoảng 40 độ nha quý vị nha. Có một vài cái lưu ý thì quý vị để ý là khi mình ngủ thì mình không có nên dùng, và không sử dụng quá 30 phút ạ, không dùng cho phụ nữ có thai và trẻ nhỏ quý vị nhé. Rồi chưa kể là mình còn có thêm nữa là túi thảo dược Hatafu, cái này thích lắm quý vị ơi, Ly đã dùng rồi và mê luôn. Ở trong này nè, nó có ngải cứu gừng nè, rồi nó có thêm nhiều những cái thành phần khác nữa, là nó rất là tốt luôn. Thảo dược mà cái mùi nó thơm, nó dễ chịu, rồi Ly rất là thích luôn. Mà đặc biệt á là nó kết hợp cùng với lại cái đai hôm nay mình mua về á quý vị, là một cái bộ mà đi kèm với nhau là đúng hợp lý luôn á Quang Quý ơi. Không chỉ là hợp lý đâu nha, mà nó còn dễ dàng sử dụng nữa chứ mọi người. Đó, chúng ta chỉ cần quấn lại như thế này thôi, và mình ghim điện vào rất là dễ dàng và tiện lợi, mình có thể là kết nối nguồn điện nha. Rồi quý vị, chúng ta lưu ý là chúng ta ấn giữ giúp Quang Quý trong khoảng 3 giây đó, sau đó thì chúng ta cứ ấn điều chỉnh nè. Đèn đỏ là mức nhiệt cao nhất khoảng 60 nè, rồi tới đèn trắng nè, rồi xong tới đèn xanh mọi người nha, là từ 60, 50 và 40 độ mọi người ạ. Và quý vị lưu ý là khi mà chúng ta đeo cái đai này vào á, chúng ta nhớ nha là chúng ta phải hẹn giờ đi. Chẳng hạn là tại vì theo một cái khuyến cáo là chúng ta không nên đeo quá 30 phút và chúng ta cần phải gọi là kiểm soát được cái khoảng thời gian đó mọi người ạ. Để từ đó thì chúng ta sẽ có một cái cơ thể dẻo dai hơn rất là nhiều. Cái việc mà trường nóng đã trở nên rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Nhưng quý vị ơi, cho Quang Quý hỏi là ở thời điểm hiện tại mọi người nhìn lại cái cơ thể của mình đi. Mọi người có đang bị đau ở những cái phần xương khớp, hay là chúng ta nhìn những người xung quanh trong gia đình của chúng ta, chắc chắn là quý vị sẽ thấy những trường hợp chẳng hạn như là với mẹ Quang Quý đi, những người lớn tuổi nè, lớn tuổi thì cái việc mà di chuyển rất là khó khăn nha, cầm nắm vật nè, đứng lên ngồi xuống cũng gặp rất là nhiều những khó khăn luôn, đặc biệt là ở những cái phần khớp á mọi người. Tại vì khi mà chúng ta hoạt động nhiều á, cái khớp á nó va chạm với nhau, và nhiều khi trong suốt cả một khoảng thời gian dài dẫn đến tình trạng thoái hóa thì nó sẽ dễ bị đau nè, nó ảnh hưởng đến cái việc mà hoạt động mỗi ngày của chúng ta đúng không Ly? Chính xác luôn. Và đặc biệt luôn, ví dụ như cái phần cổ tay nè, là nhiều cô nhiều chị á, là tự nhiên mình đang cắt rau hoặc là mình gọi là đang cắt thịt chẳng hạn ạ, là tự nhiên cái tay hở nó khó chịu vô cùng luôn quý vị. Hoặc là nhiều khi mình bước lên trên cầu thang cái lưng nó đau, xong rồi cái khớp gối nó cũng đau đau đó, rồi cũng vỗ vỗ, xong người ta cũng nhiều đó tuổi mà người ta khỏe thế nhở, còn mình á đi đứng một chút xíu thôi là bắt đầu nó đau nó nhức rồi. Rồi mình cũng tập thể dục, cũng tập thể thao nè, nhưng mà nó khó chịu quá thì phải làm sao đây? Đôi khi vận động quá mức cũng không tốt, mà không vận động cũng không tốt ạ. Rồi chị em phụ nữ của mình nữa, là nhiều khi cái phần gáy ha quý vị ha, là nó cũng hay bị khó chịu lắm, thì nó ảnh hưởng lên rất là nhiều luôn á quý ơi. Và thật sự là khi mà chúng ta xét kỹ ra đi, có rất là nhiều những căn bệnh khác nhau nó gây ảnh hưởng đến cơ thể của mình. Nhưng mà cái việc là những cái bệnh liên quan tới hệ cơ xương khớp á mọi người, chúng ta nếu mà nói thẳng với nhau là ủa mấy cái bệnh này nó đâu có gây tử vong đâu, cái biến chứng cũng đâu có nặng nề đâu. Nhưng mọi người ơi, chúng ta hãy thử thấy đi, một ngày đẹp trời mà thức dậy nha, tự nhiên mình quay cái tay cái vai nè, đó mình đau cái phần vai ở bên đây đó, xong cái mình bắt đầu mình quay cái phần vai ở bên kia xong cũng đau luôn mọi người ạ. Rồi cái phần mà khuỷu tay của chúng ta nha, nhiều khi là mình cứ cầm nắm vật nặng á, cứ phải co duỗi như này, rồi tự nhiên cái đau luôn. Trời ơi, đang kéo qua kéo lại đau tiếp mọi người ạ. Và đặc biệt thưa quý vị, đối với những đối tượng chẳng hạn như người lớn tuổi đi, rồi những người thừa cân béo phì mà chúng ta không hoạt động nhiều á, hoặc là chúng ta hoạt động quá nhiều, mình cứ đi đứng như thế này, cái khớp gối của chúng ta nó chịu lực rất là nhiều mọi người nha, và nhiều khi nó bị đau, nó bị sưng, nó bị khó chịu, và có rất là nhiều cách thức khác nhau. Như vậy thì liệu rằng cái dòng sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị nó sẽ có được những cái tác dụng như thế nào, thì bây giờ ngay trong phim trường của chúng tôi đã có khách mời rất đặc biệt mọi người nha. Dạ rất đặc biệt luôn, tại vì ngày hôm nay thì chương trình cũng mời tới là cô Hoa và chú Toàn. Mà đặc biệt luôn á là như thế này, Ly thì Ly có một cái quan điểm á là ví dụ như mình không thích một cái áo thì mình có thể thay, mình không thích một cái bộ váy này thì mình có thể thay đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mà cái xương khớp của mình nó có vấn đề á quý vị, thì làm sao mà thay được? Ly thấy rất là khó luôn. Dạ con xin phép hỏi cô Hoa trước, là thường á là khi mà đau nhức á thì cô thấy là mình hay bị đau nhức ở đâu ạ? Cô thì cô hay bị đau tai nhiều. Cái tai bên đây nè. Nó ra mỗi lần mà hoạt động nhiều á là làm cái gì nhiều là nó đau. Nó đau, dạ, nó đau mà nó khó chịu không con? Đúng rồi. Dạ, dạ. Dạ rồi còn chú Toàn thì sao ạ? Bình thường là mình đau như thế nào chú ha? Thường thường á là tôi hay đau nhất hai cái khớp xương gối nè. Mình đi đi một hồi cái nó làm như nó đau nhất lắm, phải ngồi nghỉ một lát rồi mình mới đi tiếp được chứ không có đi đi lâu được.
Có nghĩa là cứ đi được một chút là ngồi nghỉ, giống đúng như rồi. Là lấy sức rồi đúng cho rồi, nó gọi là đỡ đau đó. Xong rồi mình mới bước đi dần dần. Dạ, thì đó cũng là cái lý do mà tại sao nhiều khi nhìn các cô chú mà mình cảm giác mình rất là thương, tại vì mình nhớ tới là ông bà ba mẹ của mình nữa. Thì quý vị biết là đối với Supergenic hôm nay á, có một cái rất là hay. Khi mà mở sản phẩm ra, quý vị sẽ thấy là có một cái tờ thông tin như thế này. Thì đằng sau cái tờ này nó sẽ có cái hướng dẫn sử dụng luôn. Thì ở đây Ly giới thiệu cho quý vị ha, một cái giải pháp ngày hôm nay ạ. Đây, quý vị thấy là nó có nguyên một bộ như thế này nè. Đó, thì sẽ có cái phần sạc cho quý vị á, là tùy mình ha, cái phần sạc cũng rất là tiện lợi. Rồi có thêm nữa là cái gì ạ? Một cái gói gọi là túi thảo mộc đi kèm. Chỉ có một cái lưu ý nho nhỏ mà Ly muốn gọi là cô chú mình để ý một chút xíu thôi ạ. Đó chính là khi mà mình sử dụng như thế nào. Thì đây quý vị, đây Ly rút lại như thế này ha, mình quan sát giúp Diệu Ly nha. Lấy về mình mở ra. Khi quý vị gắn cái phần đầu này vào nè quý vị nè. Đó, thì nó sẽ báo hiệu nó chớp chớp lên, có nghĩa là nó đã vào nguồn điện rồi. Nhưng mà chỗ này là nó chưa có khởi động nha. Bây giờ để khởi động lên ha quý vị, đây là có điện rồi nè. Khởi động lên thì quý vị bấm giữ 3 giây dùng Diệu Ly. 1, 2, 3, 3 giây dùng Diệu Ly nó sáng đèn lên. Có nghĩa là nó đang khởi động quý vị. Đó, đang khởi động rồi. Sau đó mình bắt đầu mình lựa chọn chế độ. Dạ, chứ không phải là mình cứ cầm lên mình cứ bấm tới bấm lui nha quý vị nha. Bắt đầu mình lựa chọn chế độ. Ví dụ mình bấm một cái là nó lên màu trắng nè. Rồi mình muốn là nóng hơn, mình bấm cái nữa, hoặc là mình đây tùy quý vị mình lựa chọn màu đỏ sẽ là ấm nhất, nóng nhất. Xong sau đó là từ từ là xuống. Đó, màu trắng, màu xanh thì tùy quý vị mình lựa chọn ở đây ha. Và đừng quên là cô chú đang dùng ở đây nè, không đơn giản chỉ có cái đai này không đâu, mà còn dùng luôn với là cái gói quà tặng trong ngày hôm nay nữa đó quý vị. Ừ, đúng rồi, thưa quý vị, ngày hôm nay khi mà tất cả chúng ta sở hữu dòng sản phẩm này á, thì mình còn có quà tặng kèm theo nữa mọi người nha. Quà tặng đó chính là một cái tấm thảo dược Hapaku thưa quý vị, để có thể là hỗ trợ cho tất cả chúng ta có thể là giảm đau nhiều hơn. Ở phía bên trong đây có rất là nhiều những cái thành phần thảo mộc thảo dược khác nhau nè, như là ngải cứu nè, thiên nhiên kiện, gừng nghệ, xuyên khung, xả bạch chỉ, trần bì, quế hồi, vỏ bưởi, cam thảo, gạo tinh dầu và gạo và cũng như là tinh dầu tràm tự nhiên mọi người nha. Với rất là nhiều những cái thành phần như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy là nó sẽ tuyệt vời như thế nào khi mà nó tác động lên những cái hệ cơ xương khớp của chúng ta. Ví dụ nha, ngày xưa mọi người thì mọi người sẽ thấy được là những thầy thuốc thì thường hay là lấy những cái gọi là những cái thành phần như thế này nha, xong cái bỏ vào một cái cối, chúng ta giả ra đúng không ạ, rồi mình bỏ vào một cái miếng vải, rồi vải rồi xong mình nóng lên nè, xong cái mình bắt đầu mình đắp lên cái phần tay nè, hay là những cái phần cơ xương khớp khác nhau, đặc biệt là những cái chỗ đau mọi người, để có thể giảm đau. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà kết hợp món quà tặng này kết hợp cùng với dòng sản phẩm chính của chúng ta ngày hôm nay thì tất cả quý vị chúng ta sẽ cảm giác là thoải mái hơn rất là nhiều. Kết hợp giữa thảo dược kết hợp với chườm nóng sẽ tăng lên cái tác dụng của nó vào hệ cơ xương khớp của chúng ta. Dạ quý vị ơi, ở đây ha là chúng tôi cũng đang gọi là khám phá từ từ với quý vị luôn, giống như chú nè, nãy giờ là cô đã dùng cái túi thảo dược này rồi, rồi chú thì bây giờ chú cũng thử là dùng thêm cái thảo dược đó để xem nó cái cảm giác nó như thế nào. Nãy giờ dùng thì cũng không biết sao, thôi thì Ly phỏng vấn trước nha quý vị. Ly sẽ hỏi tiếp cô Hoa đi. Dạ mình thường bị đau cái phần tay như vậy, nó sẽ gây cái gọi là ảnh hưởng lên cái vận động của mình. Thì khi mà cô chườm nóng từ nãy tới giờ với lại cái đai này nè, cái nẹp này nè, thì cái cảm giác bây giờ mình thấy sao cô? Dạ là cái cảm giác đau nó bớt hẳn luôn đó. Dạ. Coi như là thích lắm. Dạ. Mà cô có thấy là nó nóng quá hay là nó sao không cô? Không, thì nó có cái chế độ mình điều chỉnh mà. Dạ. Ví dụ như mà nóng quá thì mình chỉnh cái nút trắng. Còn hoặc là nếu mà muốn nữa, nó nóng nữa ra thì muốn giảm nguội nữa thì chỉnh nút xanh. Dạ, wow, cô dùng xíu hồi nãy giờ thôi mà cô rất là rành luôn á. Dạ rồi, nắm bắt rất là nhanh luôn. Dạ con cảm ơn cô. Đó, rồi cô tận hưởng tiếp ha. Dạ, còn chú thì sao ạ? Sau một khoảng thời gian mình thấy như thế nào rồi chú? Hồi nãy á, đầu tiên á, chú sử dụng á, là chỉ có để chườm nóng thôi, cũng là cái lượng nóng nó nóng lên rất là từ từ. Dạ. Chứ không phải là từ gì, chú nghe nói là ấn nút đỏ là nó sẽ lên tới 60 độ. Dạ. Chú nghĩ nước sôi mà 60 độ để vô chắc là nó phỏng luôn cái giò luôn. À. Nhưng mà ở đây á, khi mà chú sử dụng rồi á, chú rất là yên tâm. Dạ. Tại vì chú thấy á, là nó nóng, chế độ nó nóng lên cứ từ từ. Dạ. Từ. Cho đến khi chú cảm nhận là nó nóng thì chú có thể giảm xuống cái màu trắng là còn 40 độ. Dạ. À, 50 độ. 50. Rồi chú thấy là nó còn hơi nóng, chú giảm xuống còn màu xanh. Thì bây giờ chú cảm thấy là cái hơi nóng á nó truyền làm như là nó lan tỏa ra. Chú có cảm giác như là cái mùi nó thơm lắm. Nó thơm mà nó làm cho cái tâm hồn mình dịu xuống. Dạ. Và chưa kể là có cảm giác là nó ngấm từ từ vô cái da thịt của mình á.
Chú ơi, chú đi làm MC đi, chứ con thấy chú chia sẻ mà con cũng muốn sử dụng sản phẩm này luôn á quý vị. Tại vì quý vị biết không, là mình nghe thấy là công nhận là chú nói tới đâu là con cảm giác tới đó. Tại vì Ly á, là Ly còn dùng cái gói này riêng cho cái việc là cái gáy của con nó cũng hơi khó chịu á chú. Là con đặt lên là con cũng cảm nhận cái mùi giống như chú nói vậy đó. Nó rất là đỡ cho chị em mình luôn. Mà nếu mình mua cái này không thôi là 200 ngàn á mọi người. Nhưng trong ngày hôm nay thì các cô, các chú, các anh, các chị ạ, mình đặt thử một đơn hàng đi. Cái đai này nó đã tốt rồi nha. Nó giúp cho mình là nó giảm đau. Tại vì sao? Nó có một cái sức nóng dần dần giống như chú chia sẻ vậy đó. Cho nên đó là mình hoạt động nó sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, và chúng ta hãy cùng với chúng tôi nè, mình chườm nóng kết hợp cùng với thảo dược hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp cho người già vào mùa lạnh nè, hỗ trợ giảm đau do lao động nặng nề hay là chúng ta chơi thể thao mọi người nha. Người lớn tuổi cũng sử dụng được, các bạn trẻ cũng sử dụng được. Và tặng kèm theo là túi thảo dược Hapatu bao gồm là 13 thành phần ngải cứu gừng thiên nhiên kiện nghệ xuyên khung xả tinh dầu tràm bạch chỉ trần bì quế hồi vỏ bưởi cam thảo nữa quý vị ạ. Đó, kết hợp cùng với việc chườm nóng như thế này thì chúng ta sẽ thấy là đây là một cái sản phẩm mới vì sức khỏe, nẹp gối bằng điện giảm đau nha. Chúng ta gọi nôm na nè, và đai chườm nóng đi quý vị. Giá trên VTV Hyundai Home Shopping ngày hôm nay chỉ với 599.000 đồng mà thôi. Quà tặng kèm theo túi thảo dược Hapatu trị giá lên tới là 200.000 đồng, cực kỳ hấp dẫn, chỉ có trong chương trình ngày hôm nay mà thôi quý vị ạ. Dạ vâng ạ. Và ren quý vị ơi, quý vị đã đặt hàng hay chưa ạ? Nếu như mà chưa thì quý vị phải đặt hàng thật là nhanh quý vị nha. Tại vì thời gian của mình không có còn nhiều nữa. Bây giờ mình mà chần chờ thì hết giờ mất rồi. Mà nhất là quà tặng ngày hôm nay cũng quá là giá trị đi. Quý vị để ý là cái túi thảo dược này nè, nếu như mà dùng kết hợp cùng với là cái đai chườm nóng của Super Genic của quý vị, nó đúng là một bộ hợp lý với nhau luôn. Là tại vì sao quý vị? Là tại vì á, nó vừa có thêm cái tính thảo dược ở trong đó nữa. Mà tác dụng của chườm nóng á, thì quý vị biết á, nó sẽ tăng tuần hoàn tại cái chỗ mà mình được chườm nha quý vị. Từ đó thì cái quá trình á, mà liền vết thương nhanh hơn nè, làm giãn cơ rồi dây chằng này, giảm cái kích thích thần kinh dẫn đến giảm đau. Ngoài ra nó giúp cho mình á, là có cái thân nhiệt nó tăng lên, giữ ấm cho cơ thể của mình. Rồi chườm nóng khô thích hợp cho các trường hợp là đau xương khớp nè, đặc biệt là người cao tuổi khi mà trời nó trở lạnh đấy ạ. Mà đọc ở trên báo rồi những cái thông tin về sức khỏe, quý vị cũng thấy điều này rất là nhiều luôn nha. Và đây sẽ là một sản phẩm rất là tuyệt vời mà chúng ta có thể là giúp cho bản thân mình và những người thân trong gia đình của chúng ta, hỗ trợ giảm đau kịp thời khi mà cơn đau bất ngờ ập đến luôn mà. Rồi hỗ trợ giảm đau những cái nhóm cơ khác nhau nè, mình cứ nhức ở đâu cái mình quấn ở đó, dễ dàng, rất là tiện lợi đúng không nào. Hỗ trợ giảm đau rất là tuyệt vời khi mà ông bà cha mẹ của chúng ta, những người lớn tuổi rồi đó, hay là chính bản thân mình đi, mình đừng có nghĩ là mình trẻ rồi mình không bị đau nhức đâu mọi người. Mình lao động nè ha, mình lớn tuổi nè ha, rồi mình di chuyển nhiều nè ha, rồi mình mang giày cao gót đúng không ạ. Nhiều khi cái mình bước về nhà cái mình thấy đau chỗ này, mình đau chỗ kia. Làm ơn quý vị ơi, phải bảo vệ lấy cơ thể của chúng ta mọi người nha. Rất nhiều cách thức khác nhau, và trong đó là dòng sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị nha. Chúng ta đau ở đâu nè, chẳng hạn đau đầu gối đi, chúng ta ấn vào nè, chúng ta quấn lại đó, mình chỉ cần điều chỉnh nhiệt độ mà thôi. Mức nhiệt dao động từ 60 độ về 40 độ tùy thuộc theo nhu cầu của chúng ta. Quý vị chúng ta lưu ý là không đeo quá 30 phút mọi người nha. Đó, và sau khi mà chúng ta đeo vào, chúng ta vẫn có thể thoải mái làm rất là nhiều những công việc khác nhau mà không có bị ảnh hưởng gì hết mọi người ạ. Vừa chườm nóng là quý vị vừa đọc sách, vừa chườm nóng là quý vị vừa nghe nhạc, vừa chườm nóng vừa xem tivi, vừa chườm nóng lại còn có thể trò chuyện với lại mọi người trong gia đình mình, đâu có tốn gì đâu mà còn khỏe hơn cho cơ thể của mình nữa. Chứ bây giờ một ngày cũng 24 tiếng đồng hồ người ta di chuyển thoải mái, còn mình nó là đau nhức nè, nhức mỏi nè, khó chịu nè, cấu gắt nè, thì đây sẽ là một cái giải pháp mà không chỉ là các cô các chú đâu, mà các anh chị á, nhiều khi mình làm việc văn phòng mình cũng nên sở hữu ạ. Mức giá đang ưu đãi trên VTV Hyundai 599.000 đồng mà thôi. Có thêm quà tặng nữa là túi thảo dược nha quý vị, trị giá lên tới 200.000 đó. Nên đừng có chần chờ là hết giờ đấy nha quý vị ơi. Ở Việt Nam, hiện nay tỷ lệ người mắc các chứng bệnh về xương khớp chiếm đến 35% dân số. Trong đó, lứa tuổi từ 50 đến 70 chiếm 70%. Lứa tuổi 25 đến 45 tuổi, cứ khoảng 100 người thì đã có 27 người bị đau lưng, 20 người bị đau vai, 8 người bị đau khớp và 3 người bị viêm khớp.
Điều này cho thấy bệnh lý xương khớp đang ngày càng gia tăng, không chỉ ở người cao tuổi mà còn đang dần trẻ hóa. Dù ít có khả năng gây tử vong, nhưng bệnh cơ xương khớp nếu không được điều trị sẽ để lại những di chứng vô cùng nặng nề đối với người bệnh. Nó làm giảm hoặc mất đi khả năng vận động, lao động bình thường của người bệnh, làm ảnh hưởng trầm trọng đến sinh hoạt và làm giảm chất lượng cuộc sống. Đừng để những cơn đau xương khớp tiến triển nặng nề, âm thầm gây biến chứng nguy hiểm. Hãy cần kiểm soát và sử dụng các biện pháp làm giảm đau nhức xương khớp. Và thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau theo dõi và lắng nghe lại những cái thông tin liên quan những vấn đề về cơ xương khớp, không chỉ là với bản thân Quang Quý nè hay là bản thân Diệu Ly, VTV Winner Home Shopping, mà cả gia đình, đặc biệt là ông bà cha mẹ của chúng ta. Là những lúc đau á, mọi người thấy là ông bà cha mẹ chúng ta hay làm gì? Mình chườm nóng luôn mà, xong cái mình đổ nước vô cái chai á, mình cứ lăn qua lăn lại nè. Rồi các bạn trẻ đi, chúng ta đi luyện tập thể dục thể thao xong cái mình bị đau, mình dán như cái miếng dán á. Mọi người ơi, cái lúc dán không sao nha, lúc mà mọi người giật ra, mọi người gỡ ra, nó sẽ rất là đau và rát cái phần da của chúng ta. Hay là cả những người lớn tuổi đi ạ, cứ đau chỗ nào mình cứ thoa dầu nóng ở chỗ đó. Và nhiều khi chúng ta để lại những cái tác dụng phụ trên cái phần da của mình, hay là cái việc là mình chườm nóng bằng cái những cái túi đi. Mọi người ơi, khi mà chúng ta chườm, chúng ta cầm như vậy mỏi tay không ạ? Tốn nhiều công sức không ạ? Rồi nó nguội một cái mình phải đi thay cái khác, rất là tốn công sức và cũng như là rất là mệt, đúng không nào? Thì ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị một dòng sản phẩm cực kỳ tuyệt vời luôn mọi người nha. Đó chính là nẹp gối bằng điện. Và ở trong mỗi cái gói như vậy á, sẽ có một cái tờ giấy nhỏ nhỏ như thế này. Nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, nhưng mà ở trong đó nó sẽ hướng dẫn cho tất cả quý vị nha cái cách để chúng ta có thể là sử dụng như thế nào ở trong đây hết mọi người ạ. Và nếu như mà tất cả quý vị á, đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, mọi người nói với Quang Quý là thôi cái tờ giấy nhỏ mà cái chữ nhỏ vậy đó, tôi làm biến đọc quá, giờ cách nào mà hướng dẫn tôi ngay trên sóng truyền hình không? Dạ có luôn ạ. Bây giờ Diệu Ly sẽ hỗ trợ tất cả quý vị nha. Dạ chắc chắn rồi, tại vì quý vị ơi, cái này á, nó không có khó dùng chút xíu nào cả, chỉ cần quý vị lưu ý giúp Diệu Ly thôi. Cái này đó mình gọi là đai chườm nóng, hay mình còn gọi là nẹp ha, bằng điện. Nó cũng làm giúp nóng lên trên cái phần gọi là đầu gối hoặc là cái phần tay của mình luôn. Thì quý vị nhìn là cái thiết kế của nó như thế này đây ạ. Đó thì ở chỗ cái phần này là cái phần nóng này quý vị, còn đây là cái phần mà mình nẹp vào tay hoặc là chân của mình quý vị ha. Thì khi mà chúng ta sử dụng là quý vị thấy đằng sau này nè, thì nó lại có thêm nữa là một cái phần túi ở đây. Thì mình dùng không cũng được, mà mình dùng kèm với lại là quà tặng cũng được, cũng không có sao cả. Nếu quý vị dùng kèm với quà tặng thì quý vị lấy cái túi thảo mộc này nè, quý vị bỏ vào trong cái phần này là được. Còn nếu như không thì cũng không sao cả, nhưng mà hôm nay được tặng thì mình dùng kèm. Thì cái này nó có một cái rất là hay mà Ly muốn là quý vị mình lưu ý chút xíu. Tại về nhà có nhiều cô chú mình cứ bấm như vậy nè, xong cái mình thấy là ủa sao tôi bấm tôi đâu thấy gì đâu, đổi hàng, tôi bấm lên tôi thấy không được. Dạ mình lưu ý giúp Diệu Ly nha, Diệu Ly sẽ thao tác cho cô chú để mà mình thấy luôn. Thì ở đây nó như thế này đây thưa quý vị, khi mà mình vào điện đúng không ạ, mình lấy cái phần trước như thế này mình cắm vào đây, mình sẽ thấy nó chớp chớp đúng không ạ. Thì khi mà nó chớp chớp như thế này nè quý vị, có nghĩa là nó nhận nguồn điện rồi. Thì mình khởi động lên quý vị nha, đây 3 giây, 1, 2, 3 là khởi động lên rồi ạ. Khởi động lên rồi xong sau đó mình mới chọn chế độ. Ví dụ ở đây Ly bấm vào Ly chọn chế độ nè. Rồi màu trắng nè, màu xanh nè, màu đỏ nè. Như Ly á, Ly muốn nó ấm ở cái độ là 60 độ đi. Đó, tức là nó sẽ ấm dần lên khoảng 60 độ ha. Ly chọn màu đỏ như thế này. Rồi bây giờ là chọn tiếp đổi nè, màu trắng nè, màu xanh nè, thì tùy cái nhiệt độ của quý vị thôi, không sao cả, mình cứ lựa chọn. Đó, bấm ngay chữ chính giữa này, bấm vào một cái là xong. Rồi bây giờ mình tắt đi đúng không? Nhấn giữ giùm Diệu Ly nhé. 1 giây rưỡi là nó tắt đi rồi. Đó, thì đơn giản như vậy thôi. Nên là lưu ý trong cái quá trình mà mình bấm chạm ở đó để mình điều chỉnh nó quý vị ha. Chứ không phải là nhiều khi quý vị bấm cái nhẹ xong rồi thấy không có đèn lên, xong nói là ủa sao không có dùng được. Đây nè, như cô chú ngồi đây nè, giống như hồi nãy là cô cũng bấm cái chế độ là màu đỏ đúng không cô? Xong rồi cái mình thấy là nó ấm ấm lên dần rồi đó, cái mình chuyển xuống là màu trắng nè quý vị. Đây, dễ ha. Hoặc là như chú Toàn bên kia cũng vậy, là bây giờ chú vẫn để màu đỏ luôn quý vị ơi, vẫn nóng cái cơ thể của mình lên ha, là đang để màu đỏ mà vừa sử dụng vừa ngồi xem điện thoại luôn, có sao đâu, tiện lợi. Diệu Ly ơi, dạ. Con cho chú hỏi cái vấn đề này nè, là khi mà chú mua cái sản phẩm đai chườm nóng này rồi đó, dạ, thì có tặng kèm thêm một cái gói thảo dược. Dạ đúng rồi. Cái gói thảo dược này là mình sử dụng, bây giờ chú đang sử dụng nè, mình sử dụng một lần hay là mình sử dụng được nhiều lần, hay là thời hạn của nó như thế nào á con? Dạ dạ, cái này là mình dùng được nhiều lần luôn chú. Dạ đúng rồi. Cho nên mình hoàn toàn yên tâm nha. Và cái gói này nó cũng rất là hay luôn đó quý vị ơi. Thì chú và cô cũng có thể là yên tâm, con đứng ở bên đây thôi chứ con nghe là cô chú hỏi hết luôn á. Bây giờ con sẵn con giải đáp luôn ạ. Dạ ở đây mọi người nha, đây là món quà kèm theo dành cho tất cả quý vị, một cái túi nhỏ nhỏ như thế này thôi, nhưng mà chúng ta có thể là sử dụng hơn 50 lần nha, tùy thuộc vào cái cách sử dụng của tất cả chúng ta. Và khi mà tất cả quý vị chúng ta sử dụng, chúng ta chỉ cần bỏ vào trong cái phần đai
tay nẹp gối thôi ạ. Và chúng ta ấn nút đi ạ, điều chỉnh nhiệt độ nó sẽ bắt đầu nóng lên nha. Nó làm cho cái túi thảo dược ở phía bên trong này nó cũng nóng lên luôn ạ. Và những cái tinh chất ở phía bên trong nó sẽ bắt đầu á, nó sẽ thông qua cái phần lớp da của chúng ta, nó di chuyển vào phía bên trong nha. Kết hợp cùng với cái sức nóng ở đó nè, giúp cho chúng ta cảm giác là thoải mái hơn, thư giãn hơn. Và cũng như là cái phần cơ xương khớp của chúng ta, đặc biệt là những cái phần vai nè ha, rồi những cái phần cổ tay nè ha, những cái phần mà cùi chỏ của chúng ta hay là cả đầu gối của mình nữa thưa quý vị, nó sẽ có một sự tác động kép thưa quý vị, tác động về nhiệt nè, tác động từ gói thảo dược như thế này để chúng ta có thể là có một cái sức khỏe tốt hơn, hệ cơ xương khớp khỏe mạnh hơn và hoạt động di chuyển linh hoạt hơn mỗi ngày quý vị ạ. Quý vị ơi, trend Ly thấy là thời gian bây giờ là gần hết giờ rồi đó, tích tắc là đồng hồ là bắt đầu báo hiệu là hết giờ rồi. Quý vị đã đặt hàng hay chưa ạ? Bây giờ cái mức giá thì mình chi ra ngoài mua có không, nhưng mà nhiều khi cái giá nó cao rồi không có quà tặng. Còn ngay bây giờ đây nha, giá trên TTV Hyundai 599.000 đồng mà thôi. Quà tặng là túi thảo dược, tặng thêm cho quý vị riêng cái túi này không thôi, mua bên ngoài nha. Mua được mà đúng hàng đúng gốc của Habaco á quý vị thì cũng phải là 200.000 rồi. Tại sao nó có cái giá này? Vì bên trong nó gồm 13 thành phần như quý vị thấy trên TV đó, toàn là thảo dược thôi, thì có phải là rất tốt cho cái cơ thể của mình không? Các cô chú bây giờ thì không cần nói nhiều, các cô chú mình có cái trải nghiệm mình cũng biết hết rồi đúng không ạ? Mình dùng gừng nè, rồi mình dùng nghệ, mình dùng xuyên khuôn nè, mình dùng quế nè, hoặc là mình dùng vỏ bưởi là cam thảo nè, cái tác dụng của nó ra làm sao, rồi ngày xưa mình thế nào để mình dùng được những cái đó. Còn bây giờ đó, nhiều khi đó quý biết là cái đau như vậy nó mệt lắm, thì ở đây mình hỗ trợ giảm đau với bộ sản phẩm, từ sản phẩm chính tới quà tặng mà chúng tôi đem tới đi nha quý vị ơi. Thời gian trong chương trình mua sắm ngày hôm nay không còn nhiều nữa đâu quý vị nha. Từ nãy tới giờ chúng tôi đã chia sẻ rất là nhiều về những cái cơn đau nhức làm khó chịu trong cuộc sống của chúng ta. Vậy thì ngại gì, chỉ mới chưa tới 600.000 đồng, chúng ta có thể là loại bỏ hết những điều đó cho bản thân mình và những người thân trong gia đình của chúng ta. Hãy đặt hàng ngay cùng với VTV Hyundai Home Shopping quý vị nha. Quý vị đừng để mà mình bị đau ở cái chỗ khuỷu tay, đừng để mà mình đau ở cái chỗ đầu gối, đừng để cái vai của mình biết bao nhiêu cái gánh nặng nó đè lên đây rồi mà bây giờ về cái cơ thể ha, nó cứ bị đau, nó cứ nhức hoài. Các chị em ơi, đừng có để cái cổ vai gáy của mình nó cứ mệt mỏi nữa. Các chú ơi, mình phải có cái giải pháp đúng không? Bây giờ mà suốt ngày cứ dầu gió rồi cứ dán cái này dán cái kia thì nó cũng rất là mệt luôn. Dạ, mình thử dùng cái giải pháp này đi quý vị ha. Những cái kia có thể là tức thời, nhưng mà cái này á quý vị, nó có cái giá trị của nó. Mình dùng về lâu về dài nó giống như một cái cách massage, nó giống như một cái cách giữ nhiệt cho cơ thể của mình ạ. Tặng thêm nữa là túi thảo dược của Habaco quý vị, rất là quý luôn. Giá tốt 599.000, có quà tặng trị giá 200.000 đồng luôn, nhưng không có thời gian. Thôi thì Diệu Ly và Quang Quý cũng chúc cho quý vị là mình đặt hàng thật là nhanh vì chính cái sức khỏe cơ xương khớp của mình quý vị ha. Còn bây giờ thì thời gian hết rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc quý vị đặt hàng thành công.